Cậu là ai đấy? Cậu vào nhầm phòng rồi, mới cậu ra ngoài cho. Nhầm đâu mà nhầm, phòng anh đang phỏng vấn mà. Đúng rồi, phòng anh đang phỏng vấn. Thế cậu đến đây để phỏng vấn à? Đúng rồi. Thế chúng ta bắt đầu thôi nhở? Ừ, ok. Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Được. Cậu tên là gì nhở? Trung. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 22. Cậu đã có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này chưa? Chưa, chả biết cái đếch gì. Cậu chưa có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này? Chưa. Tôi góp ý cậu một điều như này nhá. Ở nhà tôi không biết bố mẹ cậu dạy dỗ như thế nào, nhưng mà cậu ra ngoài ấy, nên học một cái cách hành sự tối thiểu đi nhá. Thôi, cậu không cần phỏng vấn nữa đâu, về đi. Có đếch xe đâu mà về. Tôi rất hiểu những cái thằng như cậu. Những cái thằng như cậu ấy, là không được gia đình nó dạy dỗ cho đàng hoàng. Cậu ấy phải để xã hội nó dạy cho. Chẳng mất dạy. Cậu mà không ra khỏi đây luôn nhá, tôi gọi bảo vệ để tống cổ cậu đấy. Alo chị à? Vâng, chị cứ bắt em đi phỏng vấn làm cái gì chứ nhỉ? Em đến đây bị người ta chửi là thằng mất dạy, gia đình không có giáo dục, không dạy dỗ em đây này. Ừ, biết rồi. Thôi, cầm chìa khóa xe mà chị về đi. Sáng bảo mày tự đi xe thì không tự đi. Anh em mệt đi chứ. Đây là em trai của chị ạ? Không. Thế sao mà lại... Em cùng bố giống mẹ của tôi đấy. Mấy tiếp theo.